chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhưng nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đâu ràn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Tính, bạn Xuân Hoa Lê. Các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Thành Hiên. Vâng, quý vị, Thành Hiên đang đứng ở sát mép nước của bờ biển Nha Trang và những cơn sóng cứ rào rạt xô vào trên bãi cát. Và quý vị thấy không, một phong cảnh thật là thơ mộng, thật là hữu tình. Và trên mép nước, trên mép biển thì rất nhiều du khách đang đi dạo dọc theo cái bãi cát rất là mịn. Vâng. Đây. Đây thì mình đứng đây và nhìn xa sang bên kia thì là Vinpearl. Dạ. Và trên cái Vinpearl thì có một vầng trăng đang hiện dần, đỏ ửng, đang dần dần nhô lên, phong cảnh thật là đẹp. Đó. Và thật xa xa kia nữa thì là những tàu cá, những đoàn thuyền đánh cá đang câu mực hoặc bắt cá. Vâng. Cảnh rất là đẹp. Cảm ơn bạn là Thu Triều ạ. Vâng. Đây. Và đây thì Thành Hiên sẽ đứng ở ngoài biển mà quay vào bên trong. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy tháp Trầm Hương và những cao ốc rất là sáng đèn rực rỡ và chạy suốt dọc đường Trần Phú đến tận cái đường Võ Nguyên Giáp, đường tức là Trần Phú kéo dài. Và bây giờ thì Nha Trang rất là phát triển về tận phía Đồng Đế. Và bây giờ thì vào chiều hôm nay Thành Hiên đã xuống tận bãi biển Đồng Đế để tắm. Và trước đây thì bãi biển Đồng Đế thì rất là nhiều đá không tắm được, nhưng sau này người ta đã cải tạo thì tắm còn thích hơn ở cái bãi biển ở Nha Trang đây, tại vì bãi biển nó rất là thoải, đi thật xa cũng vẫn được. Vâng. Và trong cái sự lãng mạn như này thì Thành Hiên chợt nhớ về một cái bài hát, một câu thơ, một bài hát như thế này. Em ở trong này. Vâng, là bài hát về biển. Em ở trong này, ngoài kia biển hát, biển muôn đời rào rạt đến muôn nơi, sóng biển mênh mông khắp chân trời, hải âu chơi vơi. Vâng, xin cảm ơn bạn là Nguyễn Phi Hùng ạ. Đây là hai bạn nhỏ nhà mình. Đây là bạn núi này. Núi nội ở đây, núi thấy thích không? Và khi mà đi dạo ở biển Nha Trang vào ban đêm như thế này thì đây là Bình Minh này. Bình Minh thành phố Hồ Chí Minh ra này thì con thấy như thế nào nè? Con thấy thích không? Con thấy Nha Trang bây giờ như thế nào? Cảm thấy là đẹp, rất là thú vị. Và nay con có tắm biển không? Đây các bạn rất là thích, đây các bạn đang sắn quần này, lội xuống và ra đùa giỡn với sóng. Đúng là anh là núi mênh mông xa thấp, em là biển thấp thoáng trên mây, sóng vườn vỗ vào bờ cát trắng như bản tình ca chẳng hết lời. Đây mọi người đang đi bắt cái con gì đây này? Đây là mọi người đang bắt cái con gì đây này? Mình bắt cái con gì đấy hả em? À con cá hả? Đâu có thấy con gì đâu. Đây này các bạn trẻ đang bắt
con cá hay là con cua không? Ở đây này. Đấy. Có bắt được con gì không? Con bắt được con gì không? À. Vui không? Các bạn thấy vui không? Quá vui rồi. Bây giờ trẻ con này, các cháu nhỏ thì đang đào những cái hố ở đây để nghịch đùa với lại cát. Đây thành hiện đứng xa. À, chào bạn Quách Phường ạ. À. Ở đây thì có rất là nhiều những cái khách sạn có thương hiệu rất nổi tiếng như là khách sạn Vinpearl này, đó, và khách sạn Novotel này, rồi khách sạn Ibis, rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng, hoặc là Nha Trang Lodge này. Và chúng ta thì nhìn thấy đây cũng có rất là nhiều du khách nước ngoài, người ta cũng đang đi dạo đây. Đây có những du khách nước ngoài này. Hello. Em là người Nha Trang à? Hay là du khách? Du khách ở đâu đến đấy? À Bình Dương, thế anh là thành phố Hồ Chí Minh. À, đây à. Đấy, đấy, có cả cái du khách ở Bình Dương đến du lịch ở đây. À, Thành Hiên trong cái phong cảnh hữu tình thế này thì Thành Hiên nhớ đến một bài thơ của Hữu Thỉnh là Biển Núi Nhớ Về Em, và nhạc sĩ Vũ Quang đã phổ nhạc thành bài hát là Biển Núi Nhớ Về Em. Anh sợ em chẳng cũng trượt lệ lời thân thờ, biển vẫn thấy mình rơi rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn, gió thầm không nói mà sao núi phải mòn. Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tim, sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều em chẳng đến, bởi sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em. Khi mà nói về biển thì rất là nhiều bài thơ, nhiều tác phẩm văn học hoặc là nhiều ca khúc rất là hay. Chà, để xem có ai. Minh ơi, à chắc Bình Minh ơi, Minh Bình Minh giữ máy để đây cầm máy. Xin chào các bạn, giờ Thành Hiên đã xuất hiện trên màn hình một chút thì bây giờ mới được các bạn nhân cầm máy thì bây giờ là khoảng 9:10 đêm tại khu biển Nha Trang, tại mép nước đây, và sóng biển đang dập dàn như này và du khách rất là đông, nên là du khách đến rất nhiều, còn du khách ở trên đường thì rất là nhiều người, và đây là những cái ngày lễ đây.
Và Nha Trang thì cũng gắn liền với một ca khúc rất nổi tiếng, đó là ca khúc Gần Lắm Trường Sa, và có đoạn như thế này: Mỗi cánh thư về từ đâu xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em. Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn chiều dâng cao, khi cánh hay âu về, khi gió qua mùa, nơi đào trúc san hô, chiều Nha Trang sao bồng bâng khuâng, như thấy anh đang sừng sừng kiên trung giữa pháo đài giữ đào, đào quê hương. Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên em. Xin chào quý vị, chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào anh Nguyễn Tiến Lợi ạ, biển Nha Trang thì đẹp lắm anh ạ. Đợt nào anh vào Sài Gòn xong là mấy anh em mình đi du lịch Nha Trang anh nhé. Anh Lợi là một người con ở quê hương Thanh Nê, Thái Bình, Kiến Sương, Thái Bình. Đây là mọi người đang ngồi ngắm biển. Khánh Hà ơi, xin chào bạn Khánh Hà nhé. Hôm nay Khánh Hà đi du lịch ở Nha Trang, Khánh Hà thấy thế nào nào? À, và con có hay đi du lịch ở Nha Trang không? Và khi đến Nha Trang thì con có dự định là đi thăm những nơi nào không? Dạ, đi thăm Khách Tràm, rồi đi Phan Rang, đi Cam Ranh. Đi Cam Ranh, đi nhiều nơi vậy ha. Và bây giờ thì hình như là đang là kỳ nghỉ hè đúng không? Con đang nghỉ hè chưa? Dạ, con đang nghỉ 30 lễ. À, nghỉ lễ 30 tháng 4 thôi đúng không? Đó. Và khi mà đã được nghỉ hè thì chắc là mình sẽ có nhiều cái kế hoạch đi du lịch ở các nơi khác đúng không? Dạ. Rồi. Xin chúc cho con thi đạt thành tích cao nha. Và có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ nha. Xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình phát trực tiếp sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chương trình của Thành Hiên.